Truyền thống Việt Nam từ ngàn xưa vốn coi đạo hiếu là lửa thiêng ung đúc tinh thần gia tộc, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Lời nhắc nhở ấy đã thành kinh nhật tụng khắc ghi trong lòng mỗi người. Mà xét cho cùng, ai không cư xử tốt với cha mẹ là người sinh ra mình, thì trông mong gì kẻ đó sẽ đối xử tốt với tha nhân. Xử bạc với mẹ cha mà tốt với người ngoài thì chắc chỉ là để cầu lợi mà thôi. Cổ nhân ta quan niệm như thế, cho nên những bậc hiếu tử không một ngày sao nhãng việc phụng dưỡng cha mẹ. Có cha mẹ mới có ta, làm nên là bởi mẹ cha vun trồng. Thờ cha mẹ phải hết lòng, ấy là chữ hiếu dạy trong luân thường. Chẳng có cha mẹ nào sống mãi với con, cho nên ngày nào còn mẹ cha bên cạnh, ta hãy tự nhủ đừng quên bổn phận làm con. Cha mẹ nuôi con biển hồ lai lan, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Đó là lời thống trách những kẻ bạc nghĩa mà lâu lâu ta vẫn gặp trong cuộc đời. Nó khác hẳn những bậc hiếu tử lúc nào cũng tâm niệm mỗi đêm mỗi thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Phật đi chùa cùng bà nội, mẹ
còn mưa cho con vui sướng, nụ cười hồn nhiên bao dung được nỗi. Mẹ không còn nữa để con trở về, ngồi ôm gối mẹ nghe chuyện ngày xưa. Mẹ không còn nữa để con trở về, ngồi ôm gối mẹ nghe chuyện ngày xưa. Không còn nữa cho con vui sướng, nụ cười hồn nhiên bao dung đớn độ. Mẹ không còn nữa để con trở về, ngồi ôm gối mẹ nghe chuyện ngày xưa. Mẹ không còn nữa để con.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Phật nhân bất kiền hiệp tam thực thất gia đâu tùng tam chánh tuyệt ngồi được rồi.
thường. Đại Thánh nói thân tiếp đồ hương lưng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Việt Nam ai ngoài đường đại tiểu lời mẹ êm ái như đông lúa chiều
ta coi lòng mẹ thương con như vầng trăng, mẹ yêu mến như làn gió đưa mặt hồ, lời ru mát má bên yêu sao diêu giật dây, nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng cho mưa gió không có an thân gầy mẹ một sương hai nắng cho bạc mái đau buồn phiền ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm tiếng ru êm đềm. Trần văn lộng, trần văn bóng, trần văn gấp.
Ngày xưa mẹ đã đỡ nâng chờ
đâu tôi đã lớn khôn, sẽ về đây tìm bóng mẹ. Ngày xưa mẹ đã đỡ nâng chở che, lòng con mong sao có mẹ để đời con vui với mẹ. Mẹ ơi con luôn kính làm con phải hiểu.
Thank you.
Thank you.
chung hiền. Hồi viết quá cố,
nhắc đến tiểu sử không? Hội viên người cao, mọi người không sợ ai ai đều thương tiếc, luôn làm nghề đánh bắt cả trung, luôn cả ngày đêm lo là căng vất vả, cứ quán năm lo trùng công, cảm sợ ngầm, rồi thời gian tối nhanh, bước đi vất vả, nhưng thù lao cũng mất tiếng cười, để lại người chồng chiều cảnh thảm thương, xém cho cảnh vợ hiền đã mất, được tạm trai ba gái cháu dâu hai đệ, cháu nội 12 người nước ngoài và nước Việt Nam, nói sao chứ tách được miệng trời cho tiểu tử cá tông thường hiểu lỗi, tăng xóm phường người đứng kẻ yêu, tăng gia quyến tăng cháu ít đẹp người đạo đức vô cùng nửa mài, con dâu lệ cháu chắc nội ngoài cũng đừng đâu, anh em ruột thịt tình vấn đề nghĩa họ phải thống xóm cũng làm sao tài một thương đau rõ chiều thô thực hàng kia mồ trong xa vợ vô cùng thương nhớ lời miệng mù vô cùng được tiếng thu về chỉ suối là nói an nghỉ có linh thiêng bảo hộ cắm trọng nội ngoài trá đàng giúp một tập phạm hội vinh án. Thank you.
sau, bông để lưng sau đen để lại trước, đen để lại trước. Thank you.
Cởi kiến bát diện bị điệp ngang cơ tơ tơ. Bương hiện công thì thật cô kim tuyến dù trần văn hà đông nam nữ tử tôn ông thế nội ngoại Việt Nam ngoài đại tiểu Hà Đặng Phật vì bác giới tam gặp lục bộ hạ ra nam nữ vô tử tâm cô ôn từ ta thiên vọng đại gia chẳng chi bất sanh bất diệt vô cử vô lai trường bàn nhà chi thiền cũng đồ để chi tòa quân có tin chủ gì bình an bảo hộ ngường nam mô diễn diễn vương bồ tát chứng minh trì già xa nam tự tâm vô liệt vị a liệt mê đệ xin mời bà con từ ngoài ai vô cùng được bậc thì xin mời vô cùng cho cô xin mời các bạn